Chào mừng các anh chị đã đến với kênh Chuyển đổi số với Google AdSense. Trong video này, em sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách đơn giản nhất để có thể tạo nên được một lịch sử chat. Và ngay trong cái form View Detail, và ngay sau đây là cách làm. Trên Data Google Sheet, anh chị tạo hai cột chat và lịch sử để lưu lại tất tần tật lịch sử chat. Trong AdSense, anh chị khai báo kiểu dữ liệu là text và long text. Vì phần lịch sử này mình cần ghi nhiều dòng cho nên mình sẽ để kiểu dữ liệu là long text. Phần chat này thì anh chị có thể để require hoặc là không. Và công thức phần lịch sử thì anh chị sẽ để công thức như trên màn hình mà em đang cho anh chị xem. Và em sẽ cùng với anh chị phân tích cái câu lệnh này như sau. Cái khúc này thì chính là cái nội dung mà mình sẽ lưu lại. Là lúc mấy giờ, mấy phút, mấy giây, đúng chưa? Người dùng nào nhắn tin với nội dung gì. Phần này sẽ là cái phần tất cả phần lịch sử trước đó. Vậy thì khi mà nối hai phần này lại với nhau thì mình sẽ có cái nội dung mới nhất và toàn bộ cái lịch sử đã được lưu lại trước đó. Tuy nhiên, nếu như mình chỉ ghi cái câu lệnh như này thì trong quá trình sử dụng thì sẽ có hai cái trường hợp mà phát sinh và dẫn đến cái kết quả mình không mong muốn. Đấy, đầu tiên, đây là khi mà mình đang chat một dòng lệnh như thế này và user có thể là chỉnh sửa lại các thông tin thì sau đó nó sẽ bị lưu trùng lặp cái nội dung này, nó sẽ bị duplicate cái nội dung này. Ví dụ như ở đây mình ghi chữ test ở đây chẳng hạn, thì nếu như mình không có hai cái câu lệnh trên thì nó sẽ bị duplicate cái chữ test này, nó sẽ bị lưu hai lần mỗi khi mình sửa. Vậy thì khi mà mình tạo ra những cái action, ví dụ như input để báo cáo hay là những cái action khác chẳng hạn, mà có chỉnh sửa các cái dòng khác trong cái data này, vậy thì nó sẽ bị lưu trùng. Và trường hợp thứ hai, đây là khi người dùng họ xóa cái nội dung chat cũ này, vậy thì nó cũng sẽ bị ra một cái dòng, đây là lúc mấy giờ mấy phút anh Nga thì không nói gì cả, không chat gì cả. Đây là hai cái trường hợp mà mình sẽ không mong muốn khi mà sử dụng cái tính năng này. Chút nữa thì em sẽ xóa cái điều kiện này để cho anh chị hình dung ra rõ hơn hai cái trường hợp mà gặp phải trong thực tế. Vậy thì hai cái điều kiện này thì có ý nghĩa là gì? Cái câu lệnh này đầu tiên đấy là lookup cái đơn hàng, số đơn hàng hiện tại, tìm trong bảng đơn hàng cột ID đơn hàng và trả lại cái nội dung chat mà bằng với nội dung hiện tại, tức là cái nội dung chat trước đó mà đang bằng với cái nội dung mà đang chỉnh sửa hiện tại. Ở đây thì dễ hiểu hơn thì anh chị nên mình có thể ghi thêm là zero.chat, tức là cái nội dung đã lưu trước đó và nội dung mình đang chỉnh sửa hiện tại mà nó bằng nhau, vậy thì nó sẽ không lưu cái lịch sử mới mà nó chỉ lưu lại cái lịch sử trước đó thôi, tức là nó sẽ không ghi thêm cái lịch sử chat mà sẽ đang bị trùng này, đúng chưa? Cái điều kiện số 2 đó là eblank zero.chat, đúng chưa? Ở đây ghi như thế này thì sẽ dễ hiểu hơn. Tức là nếu như cái dòng chat hiện tại mà đang trống thì nó cũng sẽ không ghi đè thêm cái lịch sử mới mà chỉ lưu lại cái lịch sử trước đó thôi. Còn các trường hợp còn lại thì nó sẽ mới bắt đầu ghi là lúc mấy giờ, mấy phút, mấy giây, user nào đang chat nội dung gì. Bây giờ thì em sẽ thử xóa cái câu lệnh này để cho anh chị hình dung ra được cái vấn đề mà em đang nói đến. Đã. Nếu như mình để như này và mình chat, bây giờ khi mà xóa cái nội dung này thì nó sẽ tự ghi thêm một cái dòng trống như này, thì đây là một cái trường hợp mình không mong muốn, đúng chưa? Và trường hợp số 2 đấy là khi mình bấm chỉnh sửa, ví dụ từ bộ phận 2 sang bộ phận 1, thì anh chị sẽ nhìn thấy nó bị duplicate cái nội dung chat cuối cùng này. Vì vậy thì anh chị bổ sung thêm cho em thêm cái câu lệnh, hai cái điều kiện như em vừa trình bày với anh chị thì cái tính năng này của mình nó sẽ hoàn thiện hơn. Tiếp đến, để cho cái chat này nó có thể hiện lên như này, để cho mình có thể chỉnh sửa mà không cần bấm vào phần Edit, thì anh chị vào phần View, tìm đến cái View Detail. Ở đây là đơn hàng, đơn hàng Detail. Tại mục Quick Edit Column, anh chị chọn cho em mục Chat, vậy thì nó sẽ hiện lên như này. Còn nếu như anh chị không chọn thì cái mục Chat này nó sẽ không hiện ra.
Anh chị phải bấm vào chỉnh sửa thì nó mới hiện ra cái mục chat này. Tiếp đến khi mà sử dụng trên điện thoại ấy, nếu như mà mình nó lưu lại cái lịch sử chat này và người dùng sau thì họ sẽ phải bấm xóa. Ở trên desktop thì có cái tính năng là mình chỉ cần tích vào thì nó sẽ hiện hết cả cái nội dung này, mình chỉ ấn xóa một lần thôi. Nhưng trên điện thoại thì mình sẽ phải bấm xóa lần lượt từng ký tự này thì nó sẽ rất mất thời gian. Vì vậy em sẽ cùng tải lại đó để mình được nhìn thấy cái action. Đó. Vì vậy thì anh chị nên bổ sung thêm một cái action ở đây để cho user thì họ có thể bấm xóa nhanh hơn. Đó. Khi mà bấm vào đây thì nó sẽ xóa cái nội dung chat cũ và user họ sẽ ngay lập tức nhập được cái nội dung mới vào. Vậy thì cái action này thì đơn giản, anh chị chỉ cần tạo một action set value of some column in this row, anh chị chọn chat bằng một nội dung trống. Vậy thì khi mà user họ bấm vào đây thì cái nội dung chat hiện tại thì sẽ được xóa đi. Và trên data của mình thì thông thường sẽ có những cái cột mà chỉ cần hiển thị dữ liệu thôi á, thì mình có thể tận dụng những cái cột là dấu thời gian, mình sẽ để sát với cột chat này. Còn nếu như anh chị để cái action này trên những cái cột khác thì như anh chị nhìn thấy cái cột nào mà để action thì trên cái kiểu table view này thì nó sẽ không hiện ra được, nó sẽ không hiện nội dung ra được. Đấy chưa? Vậy trên đây là toàn bộ cái nội dung mà để mình có thể tạo ra được một cái tính năng chat cực kỳ đơn giản. Rất cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Xin chào.